xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Susu Rose. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm móc khóa hình súp nơ nha, rất là xinh xắn và đáng yêu. Và bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết nhé. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là len mưu cotton 50g gồm 2 màu như hình, kim móc 2.0mm, 2 chiếc mắt size 4mm và một ít bông gòn. Đầu tiên mình sẽ sử dụng len màu xanh nhạt để làm phần thân nấm. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên một bính. Móc vào vòng tròn 6 mũi đơn. Ở đây mình sử dụng mũi đơn hình chữ X nha. 1 2 3 4 5 6. Sau khi móc xong 6 mũi X, sẽ dùng tay kéo khít vòng tròn lại. Ở đây mình sẽ móc kiểu kết hàng nha. Các bạn sẽ móc vào chân mũi đầu tiên này một mũi trượt để kết hàng. Vậy là đã xong hàng thứ nhất. Chúng ta bắt đầu móc lên hàng thứ hai. Móc lên một bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc cho mình 2 mũi X chung chân hay còn gọi là mũi V. Dùng ghim đánh dấu vào vị trí chân mũi đầu tiên. Móc thêm một mũi X vào chân mũi này nữa là thành một mũi V. Chân mũi thứ hai, móc một mũi V. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi V lặp lại cho đến hết hàng. Kết thúc hàng thứ hai, móc lên hàng thứ ba. Các bạn lại tiếp tục móc vào chân mũi đầu tiên này một mũi trượt để kết hàng. Móc lên một bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một X. Chân mũi thứ hai, móc một V. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm 1X 1V lặp lại cho đến hết hàng. Kết thúc hàng thứ 3, móc lên hàng thứ 4. Vẫn móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Móc lên một bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc 1X. Chân mũi thứ hai, móc một mũi V. Chân mũi thứ ba, móc một X. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm 1X, 1V và 1X lặp lại cho đến hết hàng. Kết thúc hàng thứ tư, móc lên hàng thứ năm. Vẫn kết hàng như mọi lần nha. Móc lên một bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một X. Tám chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi X. Tổng sẽ là 9 mũi X nha. 2 3 4 5 6 7 8 9. Sau khi móc xong 9 mũi X, chân mũi kế tiếp này sẽ móc một mũi hạt bắp. Các bạn sẽ lấy len đưa qua chân mũi, kéo len lên. Lấy len đưa qua hai vòng lên trên chân kim. Giữ nguyên. Tiếp tục lấy len. Tương tự như vậy cho mình nha. Tổng chúng ta sẽ lấy len là 4 lần. 2 lần. Lần thứ 3 và lần cuối cùng. Sau khi lấy đủ 4 lần len là chúng ta sẽ có 5 vòng len trên chân kim nha. Các bạn đếm đủ 5 vòng len là sẽ lấy len và đưa qua hết 5 vòng len này là chúng ta đã xong một mũi hạt bắp.
Tiếp tục 5 chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc 1 mũi X. Một, hai, ba, bốn, năm. Sau khi móc xong 5 mũi X, chân mũi kế tiếp này sẽ móc 1 mũi hạt bắp, tương tự như vừa rồi. Chúng ta lại lấy len là tổng là 4 lần. Đếm đủ 5 vòng len trên chân kim là sẽ lấy len và đưa qua hết 5 vòng len này là chúng ta xong mũi hạt bắp. 8 chân mũi còn lại, mỗi chân mũi các bạn sẽ móc 1 mũi X nha. Kết thúc hàng thứ 5, móc lên hàng thứ 6. Móc vào chân mũi đầu tiên 1 mũi trượt để kết hàng. Móc lên một bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc 1 X. Chân mũi thứ 2, móc 1 X. Chân mũi thứ 3, móc 1 X. Ở hàng này các bạn sẽ không tăng mũi, từ hàng thứ 6 đến hàng thứ 7, các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi 1 mũi X. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng 7. Kết thúc hàng thứ 7, móc lên hàng thứ 8. Vẫn móc vào chân mũi đầu tiên 1 mũi trượt để kết hàng. Lên một bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc 1 X. Bảy chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc 1 mũi X, tổng sẽ là 8 X. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi móc xong 8 mũi X, chân mũi kế tiếp này sẽ móc 1 mũi hạt bắp. Tương tự như mũi vừa rồi nha. Các bạn lại lấy len tổng là 4 lần. Sau khi đủ 5 vòng len trên chân kim, sẽ lấy len và đưa qua hết 5 vòng len là xong mũi hạt bắp. 8 chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc 1 X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi móc xong 8 mũi X, chân mũi kế tiếp sẽ móc 1 mũi hạt bắp. Sáu chân mũi còn lại, mỗi chân mũi móc 1 X. Kết thúc hàng thứ 8, bắt đầu móc lên hàng thứ 9. Vẫn tiếp tục móc vào chân mũi đầu tiên 1 mũi trượt để kết hàng. Lên một bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc 1 X. Chân mũi thứ 2, móc 1 X. Chân mũi thứ 3, móc 1 X. Ở hàng này các bạn sẽ không tăng mũi,
Từ hàng thứ 9 đến hàng thứ 11, các bạn sẽ móc tổng là 3 hàng không tăng mũi nha. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng 11. Kết thúc hàng thứ 11 cũng là xong phần thân nấm. Các bạn sẽ móc vào chân mũi đầu tiên này một mũi trượt để kết hàng. Móc lên một bính. Và bây giờ chúng ta sẽ kéo len lên. Các bạn sẽ tiến hành đổi len nha. Ở đây mình sẽ sử dụng len màu xanh đậm hơn để làm phần đầu của nấm. Các bạn sẽ lấy len màu xanh đậm này qua. Móc lên 2 bính. Tại chân mũi vừa lên bính sẽ móc một mũi hạt bắp. Mũi này sẽ khác mũi vừa rồi và ký hiệu là PO. Các bạn sẽ móc vào chân mũi đầu tiên một mũi kép đơn. Dùng ghim đánh dấu vào vị trí chân mũi đầu tiên này. Rút sợi len này qua. Móc thêm 4 mũi kép đơn vào chân mũi vừa rồi. Tổng chúng ta sẽ có 5 mũi kép đơn chung chân. 2. Ba, bốn, năm. Móc xong 5 mũi kép đơn, sẽ kéo sợi len này lên, tháo ghim ra. Các bạn nhớ vị trí chân mũi đầu tiên này nha. Chúng ta sẽ đưa kim móc qua và kéo sợi len này qua cái chân mũi đầu tiên này. Móc lên một bính. Vậy là đã xong mũi hạt bắp PO nha. Tiếp theo, chân mũi thứ hai, các bạn cũng móc cho mình một mũi hạt bắp tương tự như vậy. Cũng móc 5 mũi kép đơn chung chân. Xong một kép đơn thì dùng ghim đánh dấu vào chân mũi đầu tiên. Tiếp tục móc thêm 4 mũi kép đơn vào chân mũi đó. 2, 3, 4, 5. Móc xong 5 mũi kép đơn, kéo len lên, tháo ghim ra, đưa kim móc vào vị trí chân mũi đầu tiên này. Kéo sợi len này qua chân mũi. Móc lên một bính là xong mũi hạt bắp thứ hai. Vậy là chúng ta vừa móc xong 2 mũi hạt bắp liên tiếp nhau nha. Tiếp theo các bạn sẽ để ý. Chúng ta sẽ bỏ qua chân mũi bên cạnh này và móc vào chân mũi tiếp theo nha. Tức là chúng ta sẽ bỏ qua một chân mũi và móc vào chân mũi kế tiếp. Các bạn sẽ móc vào cái chân mũi kế tiếp này cho mình một mũi hạt bắp tương tự nha. Nhớ là bỏ qua một chân mũi. Móc xong mũi hạt bắp thứ 3, các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình 2 chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc 1 mũi hạt bắp nha.
Sau khi móc xong hai mũi hạt bắp liên tiếp nhau thì các bạn sẽ để ý nhé. Cái chân mũi ngay bên cạnh này chúng ta sẽ bỏ qua nha. Và móc vào chân mũi tiếp theo này cho mình một mũi hạt bắp. Móc xong mũi hạt bắp này, các bạn sẽ để ý nha. Ở hàng này, chúng ta sẽ móc theo cụm. Cứ 2 mũi hạt bắp là chúng ta sẽ bỏ qua một chân mũi và móc vào chân mũi tiếp theo một hạt bắp. Lại tiếp tục móc 2 hạt bắp, bỏ qua một chân mũi và móc vào chân mũi tiếp theo một hạt bắp. Tức là chúng ta sẽ móc theo cụm là 2 bắp, bỏ qua một chân mũi và một bắp. Các bạn sẽ lặp đi lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. Tổng hàng này chúng ta sẽ móc là 18 mũi hạt bắp. Kết thúc hàng 12, móc lên hàng 13. Các bạn để ý nha, chúng ta sẽ móc vào cái khoảng trống giữa hai mũi hạt bắp này. Đó, từ bây giờ chúng ta sẽ móc vào những cái khoảng trống như thế này nha. Cứ khoảng trống ở giữa này thì chúng ta móc. Tại khoảng trống đầu tiên, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi trượt. Để kết thúc hàng thứ 12. Móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Tại cái khoảng trống đầu tiên này, các bạn sẽ móc một mũi hạt bắp PO nha. Tiếp theo sang khoảng trống thứ hai này, chúng ta cũng móc một mũi hạt bắp. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi khoảng trống một mũi hạt bắp, tổng sẽ là 18 mũi hạt bắp nha. Kết thúc hàng 13, bắt đầu móc lên hàng 14. Các bạn lại móc vào khoảng trống đầu tiên này cho mình một mũi trượt để kết hàng. Móc lên 3 bính. Tại khoảng trống đầu tiên này sẽ móc một mũi hạt bắp. Tiếp theo các bạn sẽ để ý, chúng ta sẽ bỏ qua khoảng trống thứ hai này và móc vào khoảng trống thứ ba nha. Tức là chúng ta sẽ bỏ qua một khoảng trống. Các bạn sẽ móc vào khoảng trống thứ ba này một mũi hạt bắp.
Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ qua khoảng trống kế tiếp và móc vào khoảng trống tiếp theo này một mũi hạt bắp. Ở hàng này các bạn sẽ móc như thế này nha. Chúng ta sẽ móc một bắp bỏ qua một khoảng trống. Lại móc một bắp, tiếp tục bỏ qua một khoảng trống. Các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy cho mình cho đến hết hàng. Tổng chúng ta sẽ móc là 9 mũi hạt bắp nha. Sau khi móc xong hàng 14, chúng ta sẽ kéo len lên. Và bây giờ các bạn sẽ tiến hành nhồi bông gòn vào đây nha. Chúng ta sẽ nhồi đầy bông gòn ở cái phần thân dưới này. Còn phần trên thì chúng ta nhồi ít thôi nhé. Sau khi nhồi xong thì chúng ta đã được phần thân nấm như thế này rồi. Các bạn sẽ tiến hành móc lên hàng 15 là hàng cuối cùng nha. Vẫn móc vào cái khoảng trống đầu tiên này cho mình một mũi trượt để kết hàng. Móc lên 3 bính. 1, 2, 3. Tại khoảng trống đầu tiên này sẽ móc một mũi hạt bắp PO. Các bạn sẽ móc như hàng vừa rồi nha. Chúng ta lại bỏ qua một khoảng trống và móc vào khoảng trống tiếp theo này cho mình một mũi hạt bắp. Xong mũi hạt bắp thứ hai. Ở hàng này các bạn cứ bỏ qua một khoảng trống và móc vào khoảng trống tiếp theo một mũi hạt bắp nha. Các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Tổng chúng ta sẽ móc là 5 mũi hạt bắp. Móc xong hàng 15 cũng là xong phần đầu nấm. Các bạn sẽ tiến hành móc vào cái khoảng trống đầu tiên này cho mình một mũi trượt để kết hàng nha. Móc lên một bính và cắt len. Các bạn sẽ để lại một đoạn len để chúng ta sẽ khâu. Sử dụng kim khâu len để khâu nha. Các bạn sẽ khâu khít cái phần đầu này vào và giấu sợi len này đi. Tiếp theo sẽ dùng keo để gắn mắt nấm vào vị trí như trong hình nha. Sau khi gắn xong móc khóa lên phần đầu này là chúng ta đã xong một chiếc móc khóa hình nấm rất là xinh xắn và đáng yêu rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.